Hãy xem clip này. Chúng ta nhìn thấy là người trộm này đang cố hết sức tìm mọi cách để có thể lấy được những bộ đồ chơi Lego đắt đỏ vào trong cửa hàng. Và việc mất cắp Lego luôn luôn là một vấn nạn khi mà đây là một sản phẩm được rất nhiều kẻ trộm để mắt tới. Và đặc biệt là tại sao Lego lại đắt như vậy? Chúng ta sẽ cùng xem trong clip này để tìm hiểu tại sao Lego lại đắt. Có một câu hỏi mà chắc chắn khách hàng nào cũng đã đều thắc mắc một lần trong đời, đó là tại sao Lego đắt như vậy? Thậm chí ngay khi đã giảm giá của một nửa thì vẫn đắt hơn nhiều so với các loại đồ chơi khác trên thị trường. Giá cả Lego luôn là một sức hút và cũng là một rào cản của các bố mẹ với các bạn nhỏ. Đôi khi các bạn bé rất thích một bộ xếp hình nào đó nhưng phải cố gắng thuyết phục bố mẹ bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu chỉ một bộ đồ chơi. Nếu bạn thắc mắc như vậy, chúng ta hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao Lego lại đắt như vậy. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử huy hoàng của công ty này. Đồ chơi Lego được tạo bởi Lego Group là một công ty tư nhân chuyên kinh doanh các mặt hàng đồ chơi có trụ sở tại Billund, Đan Mạch. Ra đời từ những năm 1932 bởi người thợ mộc có tên là Ole Kurt Christiansen, vào thời điểm chỉ là phân xưởng gỗ với số công nhân ít ỏi chỉ khoảng 10 người. Ít ai ở thời điểm đó có thể tin rằng hiện nay Lego đã là một công ty sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới với doanh thu hàng năm hàng tỷ đô la. Hiện nay, tập đoàn Lego đã chuyển từ đời cha sang đời con và hiện sở hữu rất nhiều những cái hoạt động kinh doanh đồ chơi khác nhau. Tại sao Lego lại đắt? Là một công ty gia đình với một văn hóa khởi nghiệp nổi tiếng là khép kín, Lego Group khá kín tiếng trong hoạt động bên trong, bao gồm cả câu hỏi về chi phí. Đã có rất nhiều người thắc mắc không biết tại sao những bộ đồ chơi chỉ làm bằng các mảnh nhựa ghép mà lại đắt như vậy, giá thành có đến vài đô la một miếng ghép. Đại diện của công ty ở Mỹ đã từ chối nói chuyện và thay đó gửi một tuyên bố rằng giá cả của Lego và hợp lý và cho biết hai con số phần trăm tăng trưởng trong 6 năm liên tiếp là minh chứng thực tế cho các bậc phụ huynh và khách hàng đã tìm hiểu và đánh giá cao chất lượng đồ chơi cho con cái họ. Cũng theo một cuộc phỏng vấn, đại diện công ty cũng lảng tránh những câu hỏi về chi phí trung bình và Lego cho rằng việc xác định chi phí trung bình của một mảnh đồ chơi là điều khó khăn vì công ty có nhiều dòng chủ đề để đảm bảo sản phẩm tốt nhất và an toàn nhất. Những viên gạch Lego được sản xuất từ các vật liệu chất lượng cao, không chỉ an toàn mà đủ để truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và rõ ràng câu trả lời này không đủ để làm cho các bạn cảm thấy thỏa mãn với việc tại sao Lego lại đắt. Và chúng tôi, Mạng Kiếm Tiền, đã đi tìm hiểu và từ đó có thể đưa ra một số yếu tố sau sẽ làm cho Lego đắt như vậy. Đầu tiên, đó chính là chất liệu và quy trình sản xuất. Nhựa ABS Lego được làm từ nhựa ABS nguyên sinh, một loại nhựa chất lượng cao và có độ bền, an toàn và khả năng chịu nhiệt tốt. Loại nhựa này có chi phí sản xuất cao hơn so với các loại nhựa thông thường. Quy trình sản xuất rất là phức tạp. Việc tạo ra những viên Lego nhỏ bé với độ chính xác cao đòi hỏi một quy trình sản xuất phức tạp, bao gồm công đoạn như đúc khuôn, lắp ráp, kiểm tra chất lượng. Và điều này cũng làm tăng chi phí sản xuất. Yếu tố thứ hai quan trọng nhất đó chính là yếu tố bản quyền. Ý tưởng sáng tạo. Mỗi bộ Lego đều mang một ý tưởng thiết kế độc đáo, đòi hỏi đội ngũ thiết kế tài năng và quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng. Bản quyền. Lego cũng là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới và sở hữu nhiều bản quyền thiết kế. Việc sử dụng bản quyền này cũng góp phần vào giá thành nâng cao lên. Tính giải trí và giáo dục. Lego giúp cho phát triển trí tuệ, là một loại đồ chơi không chỉ là đồ chơi mà còn có yếu tố giáo dục, giúp trẻ con phát triển khả năng tư duy, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Ngoài ra, Lego còn mang tính chất giá trị sưu tầm. Lego được coi như là một tác phẩm nghệ thuật nhỏ và có giá trị sưu tầm cao. Và điều cuối cùng đó là chi phí phân phối ở marketing. Mạng lưới phân phối rộng khắp. Lego có mạng lưới phân phối trên toàn thế giới thông qua các cửa hàng đồ chơi, siêu thị và kênh online. Việc xây dựng và duy trì mạng lưới phân phối rộng lớn rất là tốn kém chi phí, cho nên là giá của Lego cũng không hề rẻ. Lego thường xuyên triển khai các chiến dịch marketing quy mô lớn để quảng bá sản phẩm, thu hút khách hàng tiềm năng và duy trì cái sức hút của thương hiệu. Và tổng hợp tất cả những yếu tố này dẫn tới việc là giá của Lego không hề rẻ. Và như vậy thì Lego quyết định là nếu mà anh chị có mua thì mua, chứ còn lại họ sẽ không giảm giá. Và chúng ta nhìn thấy là Lego có rất nhiều những cái sản phẩm và mẫu mã khác nhau. Nó sẽ tạo ra thành được rất nhiều những cái câu chuyện để chúng ta có thể tự lắp ráp, tự sáng tạo và tự tạo ra đồ chơi của chính mình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một yếu tố nữa, đó là tại sao Lego đắt mà khách hàng vẫn mua. Lego đắt mà khách hàng vẫn tin tưởng lựa chọn thay vì tìm đến các mặt hàng khác của các thương hiệu bình dân. Có một số yếu tố quyết định như sau. Đầu tiên là cảm xúc.
Đây là yếu tố quan trọng mà không phải ai cũng biết. Một sản phẩm đồ chơi dù có đẹp đến đâu nữa nhưng không mang lại cảm xúc cho người chơi thì không có giá trị. Lego hiểu rõ điều đó nên đưa cảm xúc vào từng miếng ghép của Lego. Chính vì vậy, khi đặt một bộ xếp hình Lego và một bộ đồ chơi tương tự, bạn chắc chắn sẽ chi thêm tiền để sở hữu món đồ của Lego. Điều thứ hai, chúng ta cũng có thể thấy rằng là bản thân Lego đã hiểu rõ được tâm lý người dùng với từng chủ đề một và tạo ra từng miếng ghép và từng câu chuyện trong chủ đề. Ví dụ như là chúng ta thấy các bộ phim như là Lego Star Wars, Lego Nexus Sky, Lego Ninja Go, Lego Super Hero, Lego Scooby-Doo. Một loạt những cái câu chuyện có hình ảnh, có cấu trúc đã được Lego tạo thành các tác phẩm lắp ghép. Và người lắp ghép thì không chỉ là chỉ chơi nữa mà còn thả hồn vào trong những tác phẩm mà họ đã yêu thích. Và có thể nói là việc nghiên cứu tìm hiểu cảm xúc của khách hàng một cách nhanh chóng kịp thời là một trong những yếu tố quan trọng để giúp cho bộ xếp hình Lego dù đắt nhưng mà khách hàng vẫn là muốn mua. Và như vậy thì bạn có sở hữu bộ xếp hình Lego nào không thì hãy comment ở phía dưới để chúng tôi có thể biết được là gì, dù Lego có đắt mà các bạn vẫn quyết định bỏ tiền ra mua.